Sáng nay tại Hải Phòng, nhà máy Z-189 Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã hạ thủy tàu tìm kiếm cứu nạn tàu ngầm đa năng mang tên Ikkyu, số hiệu 927, trang bị cho quân chủng Hải quân. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đến dự. Cùng dự có Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng. Nhà máy Z-189 thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng là đơn vị nhận nhiệm vụ đóng mới tàu 927 Ikkyu. Sau 17 tháng thi công đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, quy trình quy phạm về an toàn lao động của tổ chức đăng kiểm quốc tế, tàu 927 Ikkyu đã được hạ thủy vào sáng nay và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Đây là loại tàu cứu hộ tàu ngầm lần đầu tiên được đóng mới tại Việt Nam và trang bị cho quân chủng Hải quân. Tàu có lượng giãn nước 3.950 tấn, được trang bị hệ thống động lực, năng lượng điện, khí tài hàng hải, thông tin liên lạc, thiết bị y tế, cứu sinh, cứu hộ, hệ thống định vị hiện đại. Các trang thiết bị lắp đặt trên tàu đều thuộc thế hệ mới, công nghệ tiên tiến, hiện đại, đồng bộ, được nhập khẩu từ các nước phát triển. Tàu có thể hoạt động liên tục trên biển 30 ngày đêm, khả năng chịu sóng cấp 9, gió cấp 12. Việc Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng quyết định phê duyệt dự án đầu tư đóng mới tàu tìm kiếm cứu nạn tàu ngầm đa năng 927 Ikkyu đã đáp ứng yêu cầu cấp thiết của nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn tàu ngầm, các tàu mặt nước, khảo sát, thăm dò, nghiên cứu đáy biển và tìm kiếm hỗ trợ trục vớt các vật thể dưới nước và thực thi các nhiệm vụ khác được giao. Ngoài việc sửa chữa tàu thuyền cỡ vừa và nhỏ, thời gian qua, nhà máy Z-189 đã đóng mới các loại tàu chở quân, tàu tuần tra, tàu vận tải, tàu cá, đồng thời tập trung nghiên cứu và đưa vào sản xuất nhiều loại tàu xuồng mới hiện đại đáp ứng yêu cầu quốc phòng an ninh. Nhiều dự án mang tính lưỡng dụng quốc phòng an ninh và các sản phẩm tàu hiện đại xuất khẩu cho nước ngoài. Việc chế tạo thành công tàu cứu hộ tàu ngầm cỡ lớn là một thành tựu đáng kể của nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam, đáp ứng nhu cầu đảm bảo hậu cần cũng như duy trì năng lực tác chiến cho hạm đội tàu ngầm tấn công Kilo 636. Thành công trong đóng mới tàu tìm kiếm cứu nạn tàu ngầm đa năng, ngoài ý nghĩa trang bị, hiện đại hóa quân đội, còn góp phần thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.